Hello, chào các bạn ha. Đây là cái membership site mình tạo ra với mục đích là giúp đỡ cho các bạn học cách để kiếm tiền online thông qua những cái kênh như là clickbank.com là một trong những cái top trang mà rất là nổi tiếng ở trên thế giới và cả Việt Nam, rất là nhiều người biết đến ha. Mình tạo những cái khóa học đó để hỗ trợ mọi người cùng kiếm tiền ha. Và cái thứ hai nữa, membership site này thì hỗ trợ cho các bạn là những cái công cụ, một số rất là nhiều cái công cụ và cái tool để hỗ trợ cho việc kiếm tiền online thông qua Clickbank. Xây dựng những kênh traffic free, miễn phí để kiếm tiền. Thì đây là mình sẽ show cho các bạn thấy là sau khi các bạn tham gia vào membership site thì các bạn sẽ có được những học được những cái chương trình gì và có những công cụ gì hỗ trợ các bạn ha. Thì membership site về nội dung của nó thì mình sẽ update thêm những cái khóa học và những cái công cụ hỗ trợ cho các bạn kiếm tiền ha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ vào khóa học. Ở đây thì hiện tại bây giờ có tổng cộng chúng ta sẽ có 3 khóa học chính ha. Khóa học thứ nhất là khóa học về kiếm tiền Clickbank. Thì các bạn sẽ thấy được rất là nhiều cái module ở đây. Đấy, kiếm tiền với Clickbank thông qua YouTube ha, thì hoàn toàn là mình chủ yếu là mình sẽ dạy những cái công cụ, những cái cách kiếm tiền free để cho mọi người dễ theo và dễ làm. Bởi vì hầu hết chúng ta sẽ hạn chế đầu tư nhiều đối với những người mới vào cái lĩnh vực này ha. Đấy, thì như các bạn thấy là gì? Ở đây chúng ta sẽ có kiếm tiền với YouTube nè. Thì tất cả những cái mình sẽ đào tạo, mình sẽ hướng dẫn từ A đến Z luôn cho các bạn làm từng bước một ha. Các bạn chỉ cần học và làm theo thôi là ok ha. Đối với tất cả những cái cách kiếm tiền free thì đòi hỏi chúng ta cần phải đầu tư thêm nhiều thời gian để sau đó thì nó mới có kết quả ha. Không có cái chuyện mà có tiền ngay và luôn ha. Đấy. Cả mà những bạn mà có tiền, các bạn đầu tư về traffic là trả phí ha. Cách kiếm tiền mà chúng ta đầu tư á, thì hầu hết là chúng ta cũng cần phải có thời gian, nhưng mà thời gian ngắn hạn hơn ha, nó nhanh hơn. Đấy. Rồi các bạn thấy, như các bạn thấy là gì? Đó. Có những cái 18 bài học liên quan đến Clickbank thông qua kiếm tiền Clickbank thông qua kênh YouTube ha. Rồi, tiếp theo với Clickbank thì chúng ta sẽ có kiếm tiền Clickbank thông qua fanpage của Facebook free ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kiếm tiền Clickbank thông qua Google Site. Đấy, tất cả chương trình này là free hết. Rồi, kiếm tiền Clickbank thông qua Pinterest và kiếm tiền Clickbank thông qua Facebook Group. Đấy, đó là khóa học đầu tiên. Khóa học thứ hai là khóa học về kiếm tiền với cái chương trình affiliate của membership site này ha. Membership site này thì các bạn sau khi các bạn đăng ký tham gia, các bạn sẽ được quyền chia sẻ cái khóa học này, giới thiệu khóa học này đến với mọi người, và các bạn sẽ được nhận hoa hồng rất là cao, 50%. Ngoài ra còn thưởng bonus riêng nữa. Thì các bạn sẽ từ từ các bạn sẽ biết được cái chính sách ha, tìm hiểu chính sách nó sao ha. Nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ nhận được là 50%. Đó là một trong những cái hoa hồng rất là cao ha. Đấy. Đấy, thì ở đây cũng có một trình tự hướng dẫn cụ thể cho các bạn làm rồi ha. Để các bạn xem và coi. Ở đây có những cái biểu mẫu, những cái content sẵn cho các bạn copy và các bạn đăng lên Facebook của các bạn thôi. Rất là đơn giản ha. Kiếm tiền rất là đơn giản ha. Các bạn chịu khó, các bạn xây dựng profile chuyên nghiệp, mình làm cái nhà mình cho chuyên nghiệp ha. Thì tự khách hàng sẽ đến với mình thôi ha. Rất là đơn giản. Biểu mẫu thì có sẵn rồi, các bạn chỉ cần copy, các bạn chỉnh sửa edit một chút xíu là xong. Các bạn đăng lên profile của mình là ok ha. Đấy,
mình hầu hết là mình đã hỗ trợ cho các bạn sẵn sàng để mà chiến đấu ha, sẵn sàng để mà chúng ta kiếm tiền. Còn việc còn lại thì các bạn phải đầu tư thời gian và phải hành động điên cuồng ha, chứ không phải ngồi không mà để ngồi không mà có tiền ha. Cái đó chuyện đó không thể nào ha, không có chuyện có dễ dàng như vậy. Rồi, với cái chương trình affiliate này thì các bạn có thể kiếm được 5 đến 20 triệu một tháng, điều đó nằm trong tay các bạn ha. Ok. Rồi, tiếp theo module tiếp theo các bạn sẽ được hỗ trợ trong cái membership site này thì về công cụ, phần công cụ ha. Mình vào phần công cụ. Rồi, phần công cụ ở đây thì các bạn sẽ thấy được cái module về phần mềm tạo video ha. Phần mềm tạo video thì mình hỗ trợ rất là nhiều cái phần mềm để hỗ trợ cho các bạn tạo video, các bạn quảng cáo những sản phẩm thông qua hình thức là làm video để mà quảng cáo đến khách hàng của mình. Đấy, hỗ trợ những phần mềm rất là dễ làm. Đấy, thì mỗi phần mềm như vậy thì nó cũng có một cái video hướng dẫn cho các bạn làm luôn ha, từ A đến Z nữa, rất là tiện ha, rất là dễ làm và rất là chuyên nghiệp ha. Các bạn sẽ tạo ra được những sản xuất ra được những cái video rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp để mà mình tiếp thị khách hàng của mình ha. Ngoài tiếp thị khách hàng, tiếp thị khóa học hoặc chia sẻ những cái kiến thức hiểu biết của các bạn đến với cộng đồng thì các bạn làm được nhiều thứ nữa ha. Rồi, tool tạo ebook. Tool tạo ebook này rất là chuyên nghiệp luôn ha. Các bạn có thể tạo ebook cho sản phẩm Việt Nam hay là tạo ebook cho sản phẩm nước ngoài. Chúng ta chỉ có lấy đường link và nó lấy cái thông tin ebook về và thông tin bài viết đó, rồi chúng ta edit, chỉnh sửa rất là nhanh và chúng ta xuất bản ebook của mình ha. Có thể là xuất bản ra file PDF hoặc là những định dạng khác luôn ha. Rồi, tool email. Tool email thì tool email thì nó là một plugin. Thì các bạn nào có website thì các bạn sẽ cài vào và các bạn cấu hình và thu thập email khách hàng và chúng ta sẽ gửi email chăm sóc khách hàng. Có hết ha, có hết. Rồi, kho ebook khổng lồ. Kho ebook này là ebook nhà nước ngoài, bao gồm plugin, khóa học, ebook vân vân, rất là nhiều thứ ha. Kho ebook này rất là khổng lồ, trên 12.000 sản phẩm khác nhau. Thì tha hồ mà các bạn lấy về, các bạn có thể dịch ra để các bạn bán hoặc các bạn tặng cho khách hàng Việt Nam, hoặc là các bạn lấy về xây dựng danh sách khách hàng tặng cho khách hàng nước ngoài. Đây, xây dựng danh sách để mà chúng ta bán những sản phẩm khác ha. Rồi, về thêm thì dùng sử dụng cho các bạn muốn tạo website để xây dựng một cái thương hiệu riêng cho mình. Đấy. Đấy, mình hỗ trợ cho các bạn hết ha, tất cả những công cụ để các bạn phát triển kinh doanh, để xây dựng một cái hình thức kinh doanh, một cái sự nghiệp kinh doanh, một cái riêng cho các bạn ha, trên internet ha. Rồi, plugin thì hỗ trợ như Grab, Lookin, Lookin, Grab ha. Grab thì plugin này rất là hay ha. Các bạn muốn lấy cái bài viết nào của trang nào hay là lấy rất là nhiều bài viết của trang nào, bất cứ trang nào ha, Việt Nam hoặc là nước ngoài, các bạn đều có thể lấy được ha. Rất là tuyệt vời ha, cái plugin này rất là đỉnh. Rồi, cái thớt Architect plugin đó. Cái plugin tiếp theo thứ hai thì các bạn sẽ thấy thì nó có chức năng là gì? Nó xây dựng những cái phiếu bán hàng, những cái trang sale page, những cái trang bán hàng, những cái trang thông tin, những cái trang quà tặng, những trang bonus vân vân, rất là nhiều thứ mà nó có thể làm được ha. Những cái plugin này thì nó rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Các bạn có thể search và các bạn sẽ thấy cái giá của nó khá là chát ha, khá là mắc. Rồi, WordPress of các plugin thì nó dùng để mà hỗ trợ cho website của mình chạy nhanh, tối ưu cho website của mình chạy cực nhanh ha. Rồi, ngoài ra thì khóa học Việt. Đây là bổ túc kiến thức ha cho mọi người ha, để chúng ta kinh doanh internet thì chúng ta bắt buộc phải có thật nhiều kiến thức ha, để chúng ta kinh doanh thì nó mới tốt ha. Đấy, thì đấy, thì trong tương lai mình sẽ update nhiều khóa học Việt Nam hơn nữa thì cho các bạn ha, cho cái membership site này, thì các bạn tha hồ học tập và trao dồi kiến thức hơn nữa để chúng ta có được một cái kiến thức vững chắc và chúng ta sẽ giúp cho cái sự nghiệp kinh doanh online của chúng ta phát triển ngày càng tốt hơn ha. Và
trở thành một cái công việc chính của chúng ta luôn ha. Đó, rất là nhiều khóa học ha. Hiện tại mình đã hỗ trợ cho các bạn khoảng 15 khóa học ha, Việt Nam. Rồi, những khóa học ngoại. Khóa học ngoại là khóa học tiếng Anh ha, hoàn toàn tiếng Anh. À, thì các bạn sẵn sàng, có thể là các bạn tự đăng ký à, những khóa học hiện tại bây giờ ba khóa học này các bạn đã tự đăng ký vào và đăng nhập vào học ha. Đấy, thì những khóa học này cũng khá là nổi tiếng ha, khá là chất lượng ha. Ngoài ra thì có những khóa học ví dụ mình up lên driver cho các bạn đa về các bạn học, hoặc là các bạn học trực tiếp trên driver luôn. Đấy, đó là hiện tại là những gì mà các bạn có thể sở hữu ở ngay trên cái membership site này ha. Các bạn thấy quá tuyệt vời ha. Đấy, thì cái giá hiện tại bây giờ là giá là nó là $200 ha, $200, 4 triệu thôi. 4 triệu mà các bạn sở hữu tất cả những cái khóa học này, khóa học rất rất là giá trị. Ví dụ bình thường mình đã khoán bán khóa học và kiếm tiền Clickbank với YouTube không là hơn cái giá là 14 triệu, 15 triệu rồi. Đấy. Đấy, cho nên gì? Hiện tại các bạn sở hữu tất cả những cái khóa học và những cái công cụ này với cái giá rất là rẻ, chỉ có $200 thôi. Và giới hạn chỉ có một số thành viên đăng ký được cái giá này thôi ha. Mình sẽ đóng sớm với giá này và cái giá tiếp tục tăng nữa ha. Ok, mình nhắc lại là chương trình và nội dung của membership site này sẽ được bổ sung liên tục ha, trong những thời gian tới ha. Cho để mà mục đích của mình là mình sẽ hỗ trợ được cho anh em, cho các bạn để mà có thể kiếm được tiền từ trên Internet. Và bạn nào thực sự muốn xây dựng được sự nghiệp kinh doanh trên Internet thì các bạn đều có thể làm được ha. Đấy, các bạn đều có thể có được kiến thức cần thiết nhất để các bạn xây dựng được sự nghiệp kinh doanh Internet của mình ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video hướng dẫn chia sẻ của mình ha, về cái membership site nó như thế nào ha. Rồi, bye bye tới các bạn ha.